Chào các bạn, mình là Vũ Đình An. Thì mình mới đậu visa du học Mỹ. Thì mình cảm thấy rất là vui sau khi mình nhận được visa. Thì sau một thời gian mình học ở Tân Đại Dương và được các anh chị hướng dẫn, thì mình cảm thấy rằng các bạn muốn đi du học Mỹ nó không có gì là khó khăn cả. Thì cái việc mà các bạn có mục tiêu đi học và thực sự muốn đi học thì các bạn sẽ dễ dàng vượt qua và có được visa du học Mỹ. Thì các anh chị ở đây đã rất là có kinh nghiệm và các bạn sẽ được học các câu hỏi và các bạn cứ chuẩn bị thật tốt và thật tự tin. Thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ chắc chắn có được visa như mình ngày hôm nay mình mới đạt được visa. Mình đến từ Lâm Đồng, thì hiện tại mình đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình xin cảm ơn là Trung tâm Du học Tân Đại Dương đã giúp mình chuẩn bị hồ sơ và cũng như là giúp mình chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn thật tốt. Thì đây là nó là nền tảng giúp cho mình tự tin để mình vượt qua cuộc phỏng vấn. Xin gợi ý với các bạn là các bạn cứ chuẩn bị thật tốt các câu hỏi các anh chị đã hướng dẫn thì các bạn sẽ vượt qua phỏng vấn của lãnh sự quán và đạt visa giống như mình ngày hôm nay. Lý do mình chọn Mỹ đi du học là bởi vì như các bạn biết, cái bằng cấp của Mỹ nó rất có giá trị và cái phương pháp đào tạo của Mỹ cũng rất là tốt. Nó giúp cho mình có thể phát triển được bản thân mình. Như các bạn thấy, hầu hết các người thành công đều xuất phát từ Mỹ, bởi vì cái phương pháp giảng dạy của họ giúp cho mình có thể là phát triển khả năng của mình và giúp cho mình tìm thấy được cái điểm mạnh của mình, và điều đó sẽ giúp cho mình thành công. Qua Mỹ thì mình sẽ học trường Richland. Thì chương trình của mình là gồm 5 năm. Thì mình sẽ học 1 năm tiếng Anh để chuẩn bị tốt, sau đó mình học 2 năm cao đẳng và mình sẽ học 2 năm đại học. Trường Richland là một trong những trường lớn, cao đẳng lớn nhất trong hệ thống cao đẳng của thành phố Đà Lạt. Đây là một thành phố rất là lớn. Trường Richland thì nó có ưu điểm là mình không có phải làm thi test đầu vào và cũng không phải có trình độ tiếng Anh gì cả. Thì với lại mức học phí rất hợp lý. Hiện tại thì như khóa của mình nó chỉ có 5.200 đô một năm. Thì và tổng chi phí ăn ở luôn thì chỉ khoảng cỡ 8.000 thôi. Richland có thể là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các bạn nếu các bạn muốn đi du học Mỹ, để tiết kiệm chi phí cũng như là để có sự chuẩn bị tốt cho cái những năm đại học sau. Thì quá trình hồ sơ của mình làm tại Tân Đại Dương thì rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần có đầy đủ giấy tờ thì các anh chị sẽ hỗ trợ cho các bạn làm đầy đủ và sẽ giúp cho các bạn có được cái sự tự tin để có thể vượt qua được cái cuộc phỏng vấn của lãnh sự quán. Như cái hồ sơ của mình thì mình định nộp hồ sơ vào tháng 5, nhưng mà do gấp quá cho nên là mình phải nhập học vào tháng 8. Cho nên việc mình mở hồ sơ cho đến lúc mình đi học phỏng vấn nó cách nhau rất xa. Mình nộp hồ sơ, ví dụ như tuần này mình làm hồ sơ với chị Thúy đi, thì phải đến một tháng sau mình mới học với anh Khôi. Nhưng mà cái thời gian này các bạn chủ yếu để chỉ tìm hiểu về trường thôi. Nó cũng không có gì phức tạp. Đến giai đoạn cuối khi các bạn có E20 rồi á, thì các bạn sẽ có cái động lực hơn để học về và tìm hiểu về trường của mình. Bởi vì khi đó các bạn sẽ chắc chắn coi như là các bạn đã được nhận vô trường này. Việc học với anh Khôi á, thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Bởi vì các bạn có thể, khi các bạn bắt đầu học về trường của các bạn sẽ không bao giờ có thể nắm biết hết được. Thì nhờ anh Khôi thì các bạn sẽ biết được tại sao các bạn nên chọn trường này, tại sao là các bạn nên chọn bang này, tại sao các bạn nên chọn Mỹ du học. Thì khi trả lời được những câu hỏi này thì các bạn sẽ có được sự tự tin, và anh Khôi cũng sẽ chỉ cho và tạo cho các bạn cái sự tự tin hơn trong cái quá trình phỏng vấn. Bởi vì khi các bạn đã biết về cái trường mình, các cái câu hỏi phỏng vấn cũng như là cái kế hoạch học tập của mình tại Mỹ, thì các bạn tự tin rằng là mình là người đi học thực sự, thì các bạn sẽ dễ dàng trả lời hết được các câu hỏi của lãnh sự quán. Tuyên với đấy, cuộc phỏng vấn bên Anh vào Anh thì mình cảm thấy nó rất là bổ ích cho các bạn vào ngày buổi cuối cùng. Mặc dù trước khi mình học với Anh vào Anh thì mình cảm thấy rất là còn mông lung và giống như mình chưa có cái sự tự tin nhất định, bởi vì mình vẫn rất sợ về cái việc phỏng vấn. Ví dụ như các bạn khi nghe phỏng vấn các bạn sẽ cảm thấy là mình sẽ ở lúc nào cũng run sợ, mình sợ là người ta có trả lời đúng người ta hay không, hay là trả lời có sai ý người ta không. Mình sợ người ta sẽ nghĩ mình là sai, trả lời sai không đúng ý họ thì mình sẽ rớt. Nhưng mà các bạn cứ bình thường
Thì sau khi mình học với anh và anh thì về cái buổi học này nó rất là hữu ích về cái sự tự tin của mình. Thì khi các bạn cảm thấy cái sự tự tin, đặc biệt là những cái bài tập của anh và anh, khi mình về đến nhà trong ngủ nhiều khi mình cũng còn mơ đến các bài tập này nữa. Thì khi mà mình nghĩ, các bạn nghĩ đến cái bài tập này, nhiều khi đi trên đường mình cũng nghĩ về cái bài tập này, thì mình cảm thấy rằng việc đi phỏng vấn là chuyện rất là bình thường. Và cái việc mà lãnh sự quán hỏi mình các câu hỏi của mình cũng là bình thường, cũng chỉ là thủ tục thôi. Mình đã có tiền mình đi du học thì người ta sẽ phải cấp visa cho mình thôi. Thì cái việc học với anh và anh, các bạn sẽ cảm thấy điều này và các bạn sẽ tự tin rằng là cái phỏng vấn visa không có gì là khó hết. Và cuối cùng thì mình cũng chúc cho các bạn đang có ý định hoặc là sẽ có ý định du học Mỹ sẽ đạt được cái visa du học Mỹ với Tân Đại Dương.